Chú S là tệ nhất. Lúc nào cũng vậy. Mỗi lần anh em sang thăm nhà, chú chỉ ngồi trong phòng cả ngày với chiếc máy tính. Chú không nói chuyện với chúng, chỉ thỉnh thoảng cau nhau và không bao giờ nấu gì mời hai đứa ăn. Vì vậy, hai anh em đã nhờ mẹ gói đồ ăn trưa mang theo. Tuy nhiên, điều tồi tệ nhất là chú S hơi kỳ lạ. Chú treo những tấm áp phích khắp nhà, một số trong đó là hình các phụ nữ ăn mặc xuềnh xoàng. Đứa em gái luôn che mắt đứa anh trai lại để ngăn anh mình xem những thứ như vậy. Nhưng cũng có những tấm áp phích khác kỳ lạ hơn, có các biểu tượng trên đó và các câu trích dẫn được viết bên dưới. Không đứa nào có thể hiểu hết ý nghĩa của những câu trích dẫn, nhưng mẹ của hai đứa luôn rất căng thẳng mỗi khi chúng hỏi về. Bà ấy nói rằng những câu trích dẫn có liên quan đến chính trị, chúng không cần biết đến ý nghĩa thật sự là gì. Chú S thật sự kỳ lạ và ngay cả người mẹ cũng thừa nhận điều đó. Nhưng có một điểm cộng lớn khi ở nhà chú. Hai anh em có thể ngồi ở tầng dưới trong phòng khách chơi trò chơi điện tử. Chú có một chiếc TV lớn và một loạt máy chơi game khác nhau. Hầu hết chúng nó đều lớn tuổi hơn hai anh em. Tuần này chú thậm chí còn có thêm một chiếc hộp mới bên cạnh TV. Nó đựng đầy các dây, bộ điều khiển và trò chơi cũ. Và khi chúng nói cũ, tức là cũ theo đúng nghĩa. Tất cả đều có mùi bụi. Đứa anh trai thò tay vào bên trong và lôi ra một chiếc hộp lớn màu xám. Nửa trên của nó có màu xám nhạt và nửa dưới là màu xám đậm. Có một số chữ viết màu đỏ dọc theo mặt trước của nó. Cậu bé cẩn thận đánh vần trong đầu trước khi đọc to những từ đó. Cậu bé không muốn đứa em gái của mình biết rằng cậu bé gặp khó khăn với những từ dài. Hệ thống giải trí Nintendo. Đứa em gái tức giận và ngồi trên ghế sofa. Cô bé không muốn chơi trò chơi ngu ngốc đó. Nó trông cũ kỹ và bụi bặm, và bụi đang làm cô bé hắt hơi. Toàn bộ ngôi nhà này dơ bẩn và gớm ghiếc. TV và những bộ trò chơi điều khiển là những thứ hay ho duy nhất ở đây. Tại sao cô bé lại muốn chơi với thứ gớm ghiếc này chứ? Đứa anh trai phớt lời em gái mình và cố gắng cắm nó vào TV, chờ đợi HDMI ở mặt sau của thứ này ở đâu. Cậu bé bỏ cuộc khá nhanh. Trên ghế sofa, đứa em gái bật TV và lấy bộ điều khiển Xbox. Âm nhạc Cuphead quen thuộc lấp đầy căn phòng. Chúng nhanh chóng tắt nó đi. Không thể làm phiền chú S, chú đang ngồi trước máy tính ở tầng trên. Tại sao cô bé luôn muốn chơi Cuphead? Điều này làm đứa anh trai bực bội. Chúng thậm chí không thể đánh bại cấp độ đầu tiên. Nó quá khó. Cô bé chọn hai người chơi, Cuphead và Mookman, đều xuất hiện trên sân. Những người đàn ông hướng dương nhảy dù xuống xung quanh họ. Tới lượt bạn, và thành viên hét lên trên màn hình. Đứa em gái bắt đầu chạy theo Cuphead, nhưng va vào cuối màn hình. Cả hai cần phải chơi cùng nhau thì mới hiệu quả. Nhưng đứa anh trai ngày hôm nay không có hứng thú. Cậu bé thò tay vào hộp Nintendo và lục lọi xung quanh, tìm thấy một thứ vừa vặn với tay của mình. Một cái gì đó với nút kích hoạt. Không thể nào. Cậu bé rút khẩu súng đồ chơi kỳ lạ ra khỏi hộp và giơ nó lên trời một cách đắc thắng. Nó có màu xám, phù hợp với bảng điều khiển của NES, với nút kích hoạt màu cam và từ Nintendo được viết bên cạnh cũng bằng chữ viết màu đỏ. Một sợi dây lủng lẳng bên dưới cùng. Ngay lập tức cậu bé quay lại và chĩa nó vào em gái mình và bắn. Chẳng có gì xảy ra. Không có tiếng ồn, không có đèn. Cô bé chỉ ngồi đó và cau có với đứa anh trai. Được thôi, cậu bé đứng dậy và chụp lấy bộ điều khiển Xbox thứ hai. Chúng chạy ngang qua những người đàn ông hoa hướng dương và bắn chết con cóc, nhưng lại chết ở bông hoa màu tím đầu tiên. Tuyệt quá. Cậu bé phát chán với trò chơi này. Cậu bé không muốn tiếp tục chơi nó hàng tuần. Cậu bé muốn chơi với súng. Hãy tưởng tượng những trò chơi mà cậu bé có thể chơi với nó. Cậu bé nhấc máy lên. Cuphead và Mookman hồi sinh và âm nhạc bắt đầu lại. Rất cẩn thận, cậu bé nhìn xuống nòng súng và nhắm vào Cuphead. Cậu bé bóp cò. Đoang! Một làn khói bốc lên và Cuphead biến thành một bóng ma đỏ. Trái tim hồng đang đập. Đợi đã, điều đó xảy ra bằng cách nào? Đứa em gái của cậu bé không thể làm gì. Cô bé hét vào mặt anh trai mình. Điều đó thật không công bằng. Đứa anh trai rất bối rối. Cậu bé nhìn xuống khẩu súng. Nó thậm chí không được cắm vào. Và nó không phải súng Xbox. Vậy nó hoạt động bằng cách nào? Cậu bé chĩa nó vào Mookman và bắn. Đoang! Thêm một làn khói khác và hồn ma của Mookman bay ra khỏi màn hình. Menu bật lên và cậu bé nhấn thử lại. Vòng chơi bắt đầu lại. Âm nhạc lại nổi lên và phát thanh viên hét lên. Nhưng Cuphead và Mookman không còn ở đó. Đứa em gái lắc thanh điều khiển vài lần. Không có gì cả. Các nhân vật không xuất hiện. Cô bé hét vào mặt anh trai mình. Anh đang làm gì đây? Tiếp tục chơi đi. Nhưng đứa anh trai không thể nhìn thấy bất kỳ nhân vật nào còn lại trên màn hình. Tại sao cô bé lại giả vờ vẫn nhìn thấy chúng? Tiếng bước chân làm ván sàn trên đầu họ kêu cọt kẹt. Ồ, tiêu rồi.
Chú S xuất hiện trên cầu thang, cau có với cả hai. Ngay lập tức, các anh em chỉ vào nhau và đổ lỗi cho nhau. Chú S không nói một lời. Thay vào đó, chú trừng mắt nhìn chúng, bước tới và giật lấy bộ điều khiển. Chú quay đi và lên lầu. Không còn trò chơi điện tử nào nữa. Không công bằng. Hai người ngồi phịch xuống ghế, khoanh tay, không nói lời nào. Ned Zapper ngồi giữa chúng, có vẻ như chúng sẽ phải xem TV thay thế. Lần này đến lượt đứa anh trai chọn chương trình. Cậu bé lên Netflix và chọn Avatar The Last Airbender, chương trình ít được yêu thích nhất của cô bé. Đoạn mở đầu đang chạy kể cho họ nghe về cuộc tấn công của Hoa Quốc. Đứa em gái giật lấy khẩu súng từ ghế và chĩa vào màn hình, nhắm vào tất cả các nhân vật xuất hiện. Đứa anh trai phớt lờ đứa em gái của mình. Cô bé lại hành động ngớ ngẩn nữa rồi. Tập phim bắt đầu. Aang đang ở trong một thành phố ở quốc gia trái đất, dạo quanh một khu chợ được bao quanh bởi... Đứa em gái bỗng hét lên. Cậu bé nhìn vào TV và bối rối. Không có gì đã thực sự xảy ra. Các nhân vật chỉ đứng quanh chợ nói chuyện, nhưng đứa em gái thì mở to mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, gần như là ánh nhìn với một chút sợ hãi. Cô bé đang làm gì? Cô bé chỉ vào màn hình trong sự kinh ngạc và nói rằng Aang đã chết. Cô bé đã chĩa súng vào anh ta và bắn. Và bây giờ anh ta đã chết. Đúng vậy. Aang hoàn toàn ổn. Anh ấy đang đứng ngay đó nói chuyện với Katara. Đứa anh trai giật lại khẩu súng và bắn vào màn hình. Đoàng! Một tiếng súng vang lên khắp quảng trường thị trấn và Aang ngã xuống sàn. Katara hét lên và chạy đến chỗ anh ta. Cô ấy cố gắng hết sức để đánh thức anh ấy dậy, nhưng vô ích. Anh ta chỉ nằm đó chết trong quảng trường, tất nhiên là không có máu. Rốt cuộc, đây là một chương trình dành cho trẻ em. Katara bắt đầu nức nở trong tuyệt vọng và khẩn cầu nhìn vào màn hình. Đứa anh trai há hốc miệng. Nghiêm túc sao? Đó là cách chương trình kết thúc sao? Cậu bé nghĩ rằng còn một loạt các tập phim còn lại. Làm thế nào họ có thể đánh bại quốc gia lửa bây giờ? Ai sẽ là Avatar tiếp theo? Cậu bé nhìn sang đứa em gái. Miệng cô bé vẫn đang há hốc. Rất do dự, cậu bé lại nâng nòng súng lên và nhắm vào một trong những quầy hàng trong chợ. Cậu bé bóp cò. Đoang! Một quả dưa hấu nổ tung thành bột nhão màu đỏ. Tất cả các nhân vật đều nhảy lùi lại và chạy tìm chỗ ẩn nấp. Sokka nhìn ra từ phía sau một trong những chiếc xe, nhìn thẳng vào họ trước khi lại cúi xuống. Chương trình này thật kỳ lạ, anh không muốn xem nó nữa. Đứa anh trai nói, ném khẩu súng xuống ghế sofa và nhấn lại Netflix. Cậu bé giả vờ như không có gì xảy ra. Đứa em gái giật lấy điều khiển từ tay anh trai của mình và chuyển sang HBO Max. Cô bé mở Roadrunner và Will E. Coyote. Đó là một lựa chọn an toàn. Cả hai đã xem mọi tập phim. Không có kết thúc bất ngờ, không có nhân vật nào chết. Và quan trọng nhất là cả hai đều yêu thích. Tập phim mở đầu giống như mọi khi. Roadrunner đang chạy qua hẻm núi. Will E. Coyote có một kế hoạch mới. Nó sẽ vẽ thứ trông giống như một đường hầm vào bên vách đá và khiến Roadrunner chạy thẳng vào đó. Tuyệt vời. Nhưng đột nhiên, đứa em gái đã giật lấy khẩu súng trên ghế sofa và bắn ở chỗ này, chỗ kia và mọi nơi trên màn hình. Nhưng ánh nhìn kinh hoàng đó đã biến mất. Cô bé đang cười. Không công bằng. Cậu bé không thể nhìn thấy những thứ mà em gái mình đang tận hưởng thích thú. Nó chỉ là một tập phim bình thường. Vì vậy, cậu bé giật lại khẩu súng và chĩa nó vào Roadrunner. Cậu bé bóp cò. Đoang! Nhưng Roadrunner chỉ tránh viên đạn và đưa ra thương hiệu của mình. Míp míp! Cậu bé lại nổ súng. Đoang! 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 Nhưng mọi viên đạn dường như hoàn toàn trượt Roadrunner. Nó chạy mất hút vào hoàng hôn. Và từ trong bụi bò ra một con Will E. Coyote bị thương rất nặng. Vết đạn khắp người. Nó cau có nói với đứa anh trai và lê bước xuống đường, đi thẳng vào đường hầm giả mà nó đã vẽ. Sau một lúc, đứa anh trai cũng phá lên cười. Khẩu súng này thật tuyệt vời. Chúng nên xem gì tiếp theo? Chúng đã luôn muốn bắn vào ai đó. Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng bắn một lỗ trên mái vòm xung quanh nhà của Sock Sandy? Hay giết Shredder? Sonic có thể chạy nhanh hơn một viên đạn sao? Hoặc tất cả những chương trình ngớ ngẩn dành cho trẻ em mà đứa em gái xem thì sao? Cậu bé cuối cùng có thể khiến những nhân vật đó ngừng hát mọi lúc không? Trên thực tế, cậu bé đang cười to đến nỗi không nghe thấy tiếng bước chân đi xuống ở cầu thang. Cậu bé không nhận ra chú S ở đó cho đến khi bóng tối bao trùm lấy anh ta. Vui không? Đứa anh trai cố gắng giải thích tốt nhất có thể. Nhưng khẩu súng đã vượt khỏi tay mình. TV tắt và điều khiển biến mất trong túi của chú S. Trong cơn gắt gỏng, hai đứa trẻ ngồi đó lặng lẽ cãi nhau cho đến khi mẹ chúng đến đón chúng một giờ sau đó. Buổi tối, chú S đang làm công việc hàng ngày. Chú nằm trên ghế dài, chân gác lên, mì ăn liền trên tay. Bản tin đang đăng tải một câu chuyện nhàm chán về việc Tổng thống đến thăm một trường mẫu giáo nào đó trong thời gian chuẩn bị cho vòng bầu cử sơ bộ tiếp theo. Thật là một câu chuyện hài hước. Chú S nằm đó giận sôi, tự nghĩ,
Làm như thằng đó quan tâm đến mấy đứa trẻ. Nếu là chú, chú sẽ siết chặt biên giới hơn để ngăn người nước ngoài đến và hủy hoại tương lai của người dân quốc gia này. Làm sao những người Mỹ chân chính này có bất kỳ cơ hội nào trong cuộc sống khi đất nước của họ đang bị xâm lược? Chú chuyển kênh. Có một số phim hoạt hình đang chiếu, chú thậm chí còn ghét phim hoạt hình hơn thế nữa. Chú giơ cao chiếc NES Zapper. Chú đã mang nó suốt cả buổi chiều vì lý do nào đó. Hãy tưởng tượng nếu đó là một khẩu súng thật. Không suy nghĩ, chú chĩa khẩu Zapper vào TV và bóp cò. Đoang! Một phát súng khiến chú nhảy dựng lên. Có phải đó là bên ngoài không? Ông nhìn lại TV. Nhân vật hoạt hình đang cúi xuống ở phía dưới cùng của khung hình. Một lỗ đạn trên bức tường phía sau nó. Cảm ơn Chúa. Đó chỉ là trong chương trình, không phải tiếng súng thật. Nhân vật vẫy một ngón tay trên màn hình. Cẩn thận đấy, nhân vật nói. Nếu bạn tiếp tục làm điều đó, tổ chức SCP sẽ đến và bắt bạn. Tổ chức SCP? Nghe thật ngớ ngẩn. Đây là lý do tại sao chú không đời nào xem phim hoạt hình. Hoạt hình là dành cho trẻ em. Chú bật lại phần tin tức. Vẫn thế, tổng thống vẫn được các đứa trẻ vây quanh. Hãy tưởng tượng nếu chú có thể chĩa khẩu súng này vào tổng thống, ngay giữa đôi mắt nhỏ tự mãn của ông ấy. Nhẹ nhàng bóp cò. Và đoang! Cú bắn khiến chú giật mình dữ dội đến mức làm đổ tô mì ăn liền nóng lên khắp ngực. Chú hét lên và bật người dậy. Cố hất hết mì ra. Tuyệt! Đó là chiếc áo phông cuối cùng. Chú đã mặc nó được 4 ngày rồi, thậm chí còn chưa cần giặt. Nhưng mà tiếng ồn đó là gì vậy? Chú liếc nhìn lên màn hình và quai hàm chú như muốn rớt xuống. Tổng thống Mỹ nằm chết ở trước cửa lớp mẫu giáo. Máu chảy ra từ dưới cơ thể ông ấy. Các nhân viên mật vụ vây quanh và che chắn cho ông ấy khỏi tầm nhìn và hét vào mặt người quay phim rằng: "Hãy tắt cái thứ đó đi." Bản tin chuyển cảnh đến một phóng viên đang đau buồn. Cô ấy đang gắng gượng tường trình nhưng bị choáng ngợp bởi những gì cô ấy vừa chứng kiến, đến nỗi không thể nói nên lời. Dòng tiêu đề tin nóng chạy ngang cuối màn hình. Tin nóng: Tổng thống Hoa Kỳ bị ám sát. Không đời nào. Chú Ed bỏ súng xuống và đứng đó thở hổn hển. Không phải chú làm, đúng không? Không, không. Tất nhiên không phải chú làm. Đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Tất cả chỉ là tình cờ thôi. Nếu nó là thật thì chú sẽ chĩa súng vào phát thanh viên ngay bây giờ bóp cò. Và đoảng! Đầu cô ấy lung lay từ phía sau. Máu bắn lên bức tường phía sau tòa soạn. Tin tức bị cắt và một quảng cáo chạy ngay sau đó. Đó là một quảng cáo ngu ngốc. Chỉ có các diễn viên trong đó cứ lo lắng liếc nhìn máy quay và hơi khom người sau bàn và đồ vật khi họ có cơ hội. Chú Ed cứ đứng đó nhìn chằm chằm vào màn hình suốt đêm. 2 tuần sau, chú Ed cạn kiệt thức ăn. Chú đã hết mì ăn liền vào ngày trước, hết đậu vào ngày hôm qua, và hôm nay chú chỉ còn một bánh mì mốc cuối cùng. Chú đã không rời khỏi nhà trong suốt thời gian đó. Chú đã không thể rời khỏi nhà nữa rồi. Chú là kẻ bị truy nã gắt gao nhất nước Mỹ. Mỗi tối tin tức đều giống nhau. Hình ảnh của chú được dán trên màn hình kêu gọi bạn bè, gia đình, nhân chứng, bất kỳ ai tiến tới và xác định người đàn ông này. Bằng cách nào đó, vẫn chưa có ai. Chị gái đã cố gọi cho chú nhiều lần, nhưng chú không bắt máy. Không lâu sau, chú ngắt kết nối hoàn toàn đường dây điện thoại của mình. Sự im lặng có vẻ tốt hơn, nó giúp chú tập trung vào công việc của mình. Chú đã lập một danh sách. Trên thực tế, chú đã bắt đầu lập nó trước khi phát hiện ra khẩu súng. Trên đó có tên của mọi chính trị gia, chủ doanh nghiệp, con rối truyền thông, con mồi của tổ chức Illuminati. Trong các tin giả lan truyền mà chú có thể nghĩ đến, chú chỉ ngồi đó chuyển giữa các kênh TV, súng đã sẵn sàng. Chú cũng có máy tính xách tay của mình ở đây. Và chú dành phần lớn thời gian trong ngày để tìm kiếm trên YouTube các video khác nhau về những người mà chú muốn giết. Sẽ là một lời nói dối nếu một vài YouTuber gây khó chịu không lọt vào danh sách này. Bạn biết một số người chú đang nhắm đến đấy. Thế giới đang bắt đầu sụp đổ ngoài kia, với việc tổng thống ra đi, cùng với một nửa quốc hội và đa số những kẻ tuyên truyền, mọi chuyện bắt đầu sáng tỏ, giống như chú luôn mong muốn. Quân đội đã được triển khai để trấn áp các cuộc bạo loạn trên khắp đất nước nhưng không làm được gì nhiều để ngăn chặn tất cả. Các vụ xả súng ngẫu nhiên liên tục nổ ra, dẫn đến ngày càng nhiều hỗn loạn. Sẽ rất đau đớn trong một thời gian, chú S biết điều đó. Nhưng rồi bọn họ sẽ rút ra được bài học. Chú chỉ tự hỏi mình sẽ có bao lâu. Chú không thể tiếp tục né tránh điều này mãi mãi. Một cái gì đó sẽ sớm bị đưa ra ánh sáng. Nó phải như vậy thôi. Họ có hình ảnh của chú, có tên của chú, nhưng không có ai vây quanh nhà của chú. Chú biết điều đó bởi vì chú đã thiết lập các webcam xung quanh chu vi của ngôi nhà. Chú mở nguồn cấp dữ liệu trực tiếp trên máy tính xách tay của mình. Nếu có bất cứ ai đến phạm vi 20 feet từ khu nhà, họ sẽ nhận ngay một lỗ nhỏ gọn gàng ở chính giữa trán và bị thổi bay phần sau thành hàng trăm mảnh màu đỏ, hồng và trắng để làm dinh dưỡng cho đám cỏ dại của nhà chú. Trên thực tế, chú biết họ sẽ sớm lên đường. Chú biết điều đó bởi vì một số con chuột từ blog của chú sẽ nói với họ.
Chú đã ghi lại mọi thứ trên đó. Trước tiên, chú S che giấu địa chỉ IP của mình, rồi ghi lại và khoe khoang về từng vụ giết người ẩn danh dưới dạng văn bản màu xanh lá cây. Lúc đầu, chú giữ nó một cách rụt rè, viết những câu đố và vần điệu về những nhân vật của công chúng mà chú đang giết. Nhưng bây giờ, chú đã tăng tốc đến mức chúng chỉ là một danh sách gạch đầu dòng những cái tên. Tất nhiên, tất cả bài đăng của chú đều tràn ngập những lời đùa cợt như thể chú chưa làm bất cứ điều gì cả. Giả sử Tổng thống vẫn còn sống cùng với những người khác, Photoshop các ảnh chụp màn hình để làm cho nó trông giống như họ đang chụp những bức ảnh mới của những người này. Một chủ đồ tuyệt vời, và họ gần như không khiến chúng nghi ngờ chính mắt mình. Nhưng các kênh tin tức hàng đêm không nói dối, 232 nhân vật công chúng khác đã chết, bị một tay súng vô danh bắn xuyên đầu. Nhưng tối nay, họ sẽ đến vì chú, tổ chức SCP. Họ sẽ lên đường. Các nhân vật trên TV đã nói với chú tất cả những gì chú cần biết về họ. Chú không thể trốn ở đây mãi được. Chú gần như muốn họ đến, thực sự. Chú đã thực hiện một mối đe dọa rất rõ ràng tối nay, một mối đe dọa về một bất ngờ chết người dưới sân vận động tại Super Bowl. Họ sẽ không bỏ qua điều đó bất kỳ giây phút nào bây giờ. Chú đã sẵn sàng cho một trận đấu súng. Chú đã thiết lập các webcam của mình để bao quát từng inch xung quanh sân nhà. Bất kỳ đội SWAT hoặc đặc vụ SCP nào đến gần sẽ bị bắn hạ ngay lập tức. Lựa chọn duy nhất của họ là tấn công anh ta bằng một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, và đó thật sự là một cách có thể dùng được. Không ai có thể quên chú. Chú sẽ là một kẻ tử vì đạo. Họ sẽ xây dựng những bức tượng để vinh danh chú. Chú liếm môi và nhìn chằm chằm vào màn hình theo dõi. Không có gì cả. Trong gần 45 phút, không có gì hết. Ngay đó, một cái bóng băng qua góc khung hình. Sau đó là một cái bóng khác. Một khẩu súng hướng vào nơi đó. Họ đang ở đây. Nhìn theo tình hình thì là một nhóm người. Chú có thể nhìn thấy bóng của họ xếp dọc theo vỉa hè phía trước nhà. Chú sẽ đợi. Chú sẽ đợi tất cả họ xếp hàng đẹp mắt trong cảnh quay. Sau đó nổ súng. Chú đã luyện tập rất nhiều nên tầm ngắm khá tốt. Một cú dứt điểm vào đầu từng người một. Ngay bây giờ, đoang 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 đoang, những tiếng súng nối tiếp nhau vang lên khi chú nổ súng vào màn hình máy tính xách tay. Chú bắn xuyên qua đầu từng đặc vụ SCP lần lượt từng người một, một vài lần nghỉ ngơi để hồi sức nhưng không có hy vọng. Đoang đoang đoang, chú hạ gục từng người trong số họ. Chú chắc chắn sẽ bắn vào chân người đàn ông cuối cùng và ngồi yên lặng một lúc, nhìn anh ta bò qua bãi cỏ. Chú S giơ nòng súng lên và chĩa vào đầu người đàn ông. Chú bóp cò. Rầm, cửa mở toang và các đặc vụ của tổ chức tràn vào nhà chú. Nhưng làm sao có thể như vậy được? Chú vừa giết tất cả bọn họ bên ngoài cửa trước. Chú nhìn họ chết. Làm thế nào mà họ vẫn còn ở đây? Chú nhìn ra ngoài sân một cách hoài nghi. Không có máu, không có thi thể, không có bằng chứng về những gì vừa xảy ra. Các đặc vụ SCV vây quanh chú, giơ súng lên và ra lệnh. Chú quay trở lại thực tế và hoảng sợ, vung tay lên trời và để khẩu súng đồ chơi rơi xuống sàn. Tôi đã làm điều đó. Tôi đã giết Tổng thống Hoa Kỳ. Là tôi. Chú bắt đầu khóc lóc khi họ còng tay và ấn mặt chú xuống thảm. Các đặc vụ chất vấn chú một cách khó hiểu. Hắn ta đang nói gì vậy? Tổng thống vẫn còn sống và đang khỏe mạnh. Ông ấy đã ở trong chiến dịch bầu cử tiếp theo của mình, đang làm tốt hơn bao giờ hết trong các cuộc bầu cử. Tôi đã giết họ. Tôi đã giết tất cả bọn họ. Chính là tôi. Một lần nữa các đặc vụ bối rối. Khi những người đàn ông mặc đồng phục kéo chú ra ngoài và ném chú vào phía sau xe tải, chú không thể tự hỏi tại sao mọi thứ ở đây lại có vẻ yên bình đến như vậy. Ngày tận thế của chú đâu rồi? Những cánh cửa đóng sầm lại. Tại thời điểm này, tôi rất hy vọng rằng không ai đang xem video này đang sở hữu SCP-674 hoặc một vũ khí tương đương, hiện chưa được tổ chức biết đến. Bạn thấy đấy, trong khi SCP-674 còn được gọi là súng điều khiển trí óc, không gây ra mối đe dọa nào cho tôi trong thế giới thực, nó có thể tác động xấu đến nhận thức của bạn về thực tại. Súng điều khiển trí óc là thiết bị ngoại vi súng hạng nhẹ Zapper cho hệ thống giải trí Nintendo. Theo như lời tổ chức nói, nó hoàn toàn phù hợp với các mẫu khác được phát hành ở Bắc Mỹ từ khoảng năm 1985. Bạn có thể tháo Zapper ra, kiểm tra từng bộ phận nhựa và điện tử riêng lẻ, lắp ráp lại và bạn sẽ không thấy bất cứ điều gì bất thường cho thiết bị ngoại vi cho chiếc điện tử này. Chưa hết, nếu bạn đang giơ khẩu súng này lên màn hình của mình ngay bây giờ, chĩa nó vào tôi và nổ súng, bạn sẽ nghe thấy một tiếng súng vang lên và nhìn tôi gục chết trên ghế. Trong phần còn lại của video, bạn sẽ thấy tôi ngồi đây trong im lặng. Các video sẽ tiếp tục được tải lên kênh này. Nhưng mỗi video có lẽ sẽ chỉ cho thấy xác chết của tôi đang dần thối rữa trên chiếc ghế này mà thôi. Tuy nhiên, đối với bất kỳ ai khác, đó sẽ là công việc bình thường khi tôi phát hiện ra những câu chuyện kinh hoàng, đáng sợ, hấp dẫn và kỳ quái hơn ở tổ chức SCP. Súng điều khiển trí óc chỉ hoạt động trên người dùng của nó.
thay đổi mãi mãi thực tại mà họ cảm nhận được thông qua bất kỳ màn hình kỹ thuật số nào mà họ bắn vào. Nếu họ bắn tổng thống như chú S đã làm, thì trong bất kỳ chương trình thời sự nào mà họ xem, tổng thống sẽ mãi mãi chết. Điều tương tự cũng áp dụng cho các chương trình hư cấu. Nếu nhân vật chính chết, một phụ tá sẽ thế chỗ và câu chuyện sẽ thay đổi theo. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng mỗi chương trình hoặc một bộ phim tuân theo logic bên trong của riêng nó. Những đứa trẻ không thể bắn Roadrunner vì nó luôn chạy trốn, nhưng theo phong cách hoạt hình cổ điển, tất cả những viên đạn trượt của chúng đều trúng vào một Will E. Coyote đang rất tuyệt vọng. Tuy nhiên, trong bối cảnh này, khẩu súng đã được chứng minh là không gây chết người, vì trong vũ trụ đó cho thấy các vụ nổ, điện giật, rơi từ vách đá và chết đuối không bao giờ có thể giết chết Coyote. Vì vậy, tất nhiên, một phát súng sẽ không có gì khác. Tuy nhiên, điều thú vị nhất là nhận thức rõ ràng của khẩu súng đối với tổ chức SCP. Người dùng thường xuyên bắn súng vào một màn ảnh sẽ thấy các nhân vật sớm phá vỡ bức tường thứ tư và cảnh báo họ sớm dừng việc đó lại vì sợ bị tổ chức bắt. Có lẽ điều đáng sợ nhất mà vẫn chưa giải thích cho đến ngày nay là cái chết cuối cùng của chú S. Giữa các phòng thẩm vấn, chú bị nhốt trong phòng giam với một camera an ninh theo dõi duy nhất. Người ta quan sát thì ông S thường xuyên trò chuyện với máy quay và dường như nghe thấy các câu trả lời, mặc dù không có âm thanh nào được nghe thấy trong tất cả các đoạn ghi âm. Theo thời gian, những cuộc tranh luận ngày càng trở nên gay gắt hơn, cho đến khi đột nhiên chú bị bắn hạ trong phòng giam của mình. Các nhà nghiên cứu vật đặc vụ lao vào nhưng đã quá muộn. Ba viên đạn cỡ 38 găm vào ngực chú. Không có bằng chứng về kẻ xả súng, người đàn ông đã chết ngay tại hiện trường và các nhà nghiên cứu đã cảnh giác về việc thử nghiệm quá nhiều với súng điều khiển trí óc. Bây giờ, hãy xem thêm một video khác từ các hồ sơ của tiến sĩ Bob để biết một vũ khí dị thường độc đáo khác, chẳng hạn như SCP-923, vệ tinh kiểm soát trí óc, một công cụ hữu ích. Và hãy nhớ theo dõi và bật thông báo để bạn không bỏ lỡ bất cứ một điều dị thường nào khi chúng tôi nghiên cứu ngày càng sâu hơn và rõ hơn về các kho lưu trữ bí mật của tổ chức SCP.